Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là chiếc Honda Winner X 2024 phiên bản đặc biệt. Các bạn cũng có thể hiểu đơn giản phiên bản này là phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS và nó có một màu sơn đặc biệt, màu sơn nhám. Nhớ anh em gọi là màu sơn sật. Vì vậy mà nó còn gọi là phiên bản đặc biệt nữa. Hôm nay thì chiếc xe bản đặc biệt này màu bạc nó mới về. Còn hôm trước thì nó mới chỉ về chiếc màu đen thôi. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin về sự thay đổi giữa Winner X 2023 và báo giá cho các bạn nhé. Bạn nào quan tâm thì cùng mình bắt đầu video này thôi. Mình vừa quay một vòng quanh chiếc Winner X bản đặc biệt 2024 này thì các bạn có thể thấy được rằng là về cái tổng thể thiết kế và cái form bên ngoài thì gần như là không có gì thay đổi so với bản 2023. Cái giá bán của nó ở thời điểm hiện tại ấy, là cuối tháng 1 năm 2024, tức là thời điểm cận Tết đấy, đang có giá bán khoảng độ 39 triệu đồng các bạn ạ. 39 triệu đồng chưa bao gồm tiền đăng ký nhá. Và cho những bạn nào quan tâm về dòng Winner X này thì chắc chắn là các bạn cũng biết được rồi, giá bán của nó đang thấp hơn với giá đề xuất rất là nhiều. Khi mà giá đề xuất ở trên trang chủ mình có xem phiên bản đặc biệt này là 50 triệu 060 nghìn. Ở bản đặc biệt này thì các bạn sẽ có 3 màu sắc nhá, màu bạc trên mặt các bạn, màu đen hôm trước mình quay cho các bạn và một màu đỏ nữa. Nó sẽ có phiên bản trang bị hệ thống phanh thường và một cái phiên bản thể thao nữa. Thì ngay khi những phiên bản đấy về, mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn. Mặc dù là mình cũng đã chia sẻ những cái so sánh cụ thể giữa bản 2023 và bản 2024, cũng như là cái thông số về bản 2024 hôm trước rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn đọc qua những cái thông số cơ sở cho những bạn nào quan tâm. Còn bạn nào không thích thì có thể bỏ qua đoạn này nhá. Mình đang quay ở gần đường, hơi ồn một chút thì rất là mong các bạn thông cảm. Thằng Winner 2024 nó sẽ có cái chiều dài là 2019mm, rộng là 727mm và cao là 1104mm. Thằng này có cái chiều cao yên cũng khá khá là 795mm và nó nặng là 122kg. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể đến cái đại lý hoặc cửa hàng gần nhất để chạy thử, ngồi thử, sờ thử thì nó sẽ có cảm nhận thực tế hơn là những cái nhìn qua cái điện thoại của mình cũng như là những cái thông tin mình chia sẻ thì nó chỉ mang tính chất lý thuyết thôi. Thằng này thì nó sẽ có cái khoảng sáng gầm xe là 151mm, bánh trước và bánh sau đều có kích cỡ vành như nhau là 17 inch. Hãy đi vào chi tiết và nhìn cận cảnh hơn chiếc bản đặc biệt màu bạc này nhá. Chiếc xe này mới về, vì vậy mà mình chưa lắp gương. Đây là một cái phần túi bóng bảo vệ ở phần đầu của nó thôi. Và như mình có chia sẻ đầu video, phiên bản đặc biệt sẽ có một màu sơn là màu sơn nhám, nhớ anh em gọi là màu sơn sần. Ở ngay đầu video thì mình có chia sẻ với các bạn là phiên bản 2024 sẽ có kiểu dáng thiết kế gần như là không khác gì so với bản 2023. Khi mà phần đầu này vẫn là có một cái tấm kính kiểu dạng như là, các bạn nhìn qua video của mình thì tưởng nó là màu đen thôi, nhưng nó là một cái tấm kính màu đục nhá. Quay nhà thì các bạn sẽ khó nhận ra hơn. Phần đằng phía trước cũng tương tự như vậy, sẽ không có nhiều điểm thay đổi cũng như là thiết kế. Vẫn là cái cụm đèn chiếu sáng ở dưới nha. Đấy, đây là đèn chiếu sáng của nó và đèn LED nhá. Đèn xích nhang sẽ làm ở hai bên như thế này. Đấy, mình sẽ quay xuống phần dưới luôn. Đây là phiên bản trang bị hệ thống phanh ABS, vì vậy mà các bạn có thể nhìn thấy cái chữ ABS ở đây luôn. Ở phiên bản Winner X ý, ở dòng Winner X xin lỗi các bạn, thì nó chỉ được trang bị ABS bánh trước thôi nhá, chỉ có một kênh thôi. Mặc dù là phanh phía sau của nó vẫn là phanh thủy lực, cụm phanh sẽ là một piston và màu vàng đồng cộng với cái giảm xóc trước, tức là cái thụt đấy thì nó cũng sẽ sơn màu vàng đồng. Cái vành của nó thì sẽ là màu đen và ở giữa này nó sẽ có, ở xung quanh rìa vành này nó sẽ có cái viền vành như này. Đấy, điều khác biệt đầu tiên đó chính là cái đĩa phanh này. Cái đĩa phanh này và cái phần vòng ABS này nó đã đúc thành liền một khối rồi, tức là đĩa phanh và cái vòng ABS này nó sẽ chung một khối luôn, chứ nó không tách riêng biệt ra như là bản 2023. Đấy là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, cái phần lan vành này các bạn này, phần mâm đấy, nhớ anh em gọi là cái này là gọi là cái chữ Y, thì mình thấy rằng cái số lan này là nó ít hơn so với bản 2023. Số lan của bản 2024 là 1, 2, 3, 4, 5 lan, so với bản 2023 là 6 lan. Đó là điểm thay đổi thứ hai. Còn ở sâu trong này thì chắc chắn các bạn cũng nhìn thấy đây là cái két nước làm mát của nó, két nước tản nhiệt. Đấy, thì két nước tản nhiệt của nó sẽ nằm ở đấy nhá. Mình sẽ quay sang phần bên phải của chiếc xe này, nó sẽ có thay đổi một chút về tem nhá. Nó sẽ nhấn nhá thêm những cái tem màu vàng đồng dán ở đây. Tem Honda thì vẫn có chữ tem Honda dán ở phần cánh yếm như này. Đấy, còn lại thì về cái phần thiết kế cánh yếm màu sơn thì không có gì thay đổi. Ở dưới này thì nó cũng dán thêm tem. Những cái tem này các bạn không thích, các bạn hoàn toàn có thể bóc bỏ đi nhá. Ở đây thì nó sẽ ghi là DOHC, tức là công nghệ động cơ của nó đấy. Tiếp nói về động cơ thì động cơ của Winner là động cơ 150 phân khối DOHC 6 số. Chính xác ấy thì là cái dung tích xi lanh của nó là 149,1 cm khối các bạn ạ. Với cái động cơ DOHC 150 phân khối thì nó sẽ sản sinh ra cái công suất tối đa là 11,5 kW tại cái vòng tua là 9.000 vòng trên phút. Moment cực đại của nó sẽ là 13,5 Nm tại cái vòng tua là 7.000 vòng trên phút. Thì số nén của nó sẽ là 11,3 chia 1.
với cái động cơ DOHC phun xăng điện tử 6 số nha, thì cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của nó mà nó dán ở trên xe là 1,98 lít trên 100 km các bạn ạ. Chỉ ít hơn thằng 2023 một chút xíu thôi. Thằng 2023 mình nhớ không nhầm là 1,99, gần như là bằng nhau. Còn về cái phần động cơ ấy thì nó sẽ có thay đổi chính là cái phần côn. Đây cũng là cái điểm thay đổi lớn nhất mà mình thấy thích ở thằng Winner 2024. Còn mấy cái điểm lặt vặt kia thì mình cũng không có quá quan tâm. Phần côn của Winner 2024 sẽ được thay đổi là có ly hợp trợ lực và chống trượt bánh xe. Mình có thể nói nôm na như sau: trợ lực thì nó sẽ tăng cái khả năng ăn khớp của cái ly hợp khi mà các bạn tăng tốc ấy, để tối ưu hóa cái công suất truyền bằng cách là giảm tiêu hao cái lượng công suất đi. Đấy thì nó cũng khá là hay. Cái này là được tích hợp trên thằng CBR. Mình nhớ là thằng CBR 150 của 2023 đã được trang bị cái này, bộ côn này rồi. Chống trượt bánh xe ấy, thì là nó sẽ tăng cường cái việc tách rời, giảm ma sát giữa các lá ma sát của các lá ly hợp khi mà giảm tốc độ, để tránh bánh xe bị trượt do là phanh động cơ ấy. Thì những anh em chạy Winner chắc là biết rồi, khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao mà chúng ta về số ấy, thì nó hay có cái hiện tượng dê bánh trượt bánh ấy. Thì cái việc thay đổi này nó sẽ làm giảm cái trượt bánh xe khi mà chúng ta giảm tốc độ bằng cách là phanh số đấy, thì anh em gọi là phanh số. Thì đấy là cái điểm trợ lực và cái điểm chống trượt bánh xe mình thấy khá là hay ở thằng côn này. Ở trong thì nó cũng thay đổi một vài chi tiết khiến cái việc vận hành côn nó êm ái, nhẹ nhàng, cũng như là nó cảm giác nó thật hơn thằng 2024. Mình xin phép là sẽ làm một cái video chạy thử về thằng 2024 này sau. Chúng ta sẽ tiếp tục quay về phần đằng sau một chút nhé. Đây là cái đè chân này các bạn này, cái đè chân trước nhé, thì nó sẽ có thể gập vào được như này. Đây là cái phanh sau đây các bạn ạ. Oppo này, Oppo thì vẫn là những cái miếng nhựa thôi, miếng nhựa thô ốp vào các bạn ạ, chứ nó không phải là một cái màu nhũ bạc hay là kiểu inox các bạn ạ. Phần phía sau đây các bạn có thể nhìn thấy đây, như mình có chia sẻ là phanh phía sau vẫn là phanh thủy lực, cụm phanh thì cũng là màu vàng đồng, vành sau cũng vậy, sơn màu đen và có viền chạy xung quanh này như kiểu là màu vàng đồng đấy. Tuy nhiên thì mình cũng có nói rồi, nó sẽ không có ai biết bánh sau đâu. Đây là chỗ bể chứa dầu thủy lực của nó các bạn này, còn đây là đẻ chân nhé, đẻ chân đây, đẻ chân sau. Tem phía sau thì có chữ Winner X màu vàng đồng, tem nổi các bạn ạ. Mình sẽ quay lùi lại phần đuôi phía sau nhé, các bạn có thể nhìn thấy cái phần đuôi phía sau này. Cái điểm thay đổi giữa bản 2024 là cái phần đuôi phía sau này nó sẽ làm hơi khác một chút này. Cái chỗ này cảm giác là nó sẽ làm ra to các bạn ạ, nó sẽ to hơn bản 2023. Còn đèn đóm thì vẫn vậy thôi, đèn chiếu hậu này, đèn xi nhan này và đèn soi biển ở phần cái cục này, nhưng mà ban ngày chắc là các bạn nhìn không rõ đâu. Thiết kế của phần bên trái là sẽ không khác gì so với phần bên phải, từ tem này đến cái thiết kế để chân trước, để chân sau. Phần bên phải này, phần bên trái này các bạn sẽ thấy bộ nhông xích của nó đúng không? Nhông xích của nó sẽ hở trần ra như thế này. Và nhông xích của bản ABS này nhá, nó sẽ không có khóa xích, tức là sẽ không có cái điểm nối để các bạn lộ ra cái phần khóa xích, mà xích của nó sẽ thành một vòng như này. Đấy. Thì cái nhông xích của bọn ABS này ấy, ngoài cái việc là không có khóa xích ra ấy, thì là ở trong này sẽ còn có phớt nữa, phớt cao su ở những cái điểm khớp này. Thì cái phớt này nó sẽ giúp các bạn giảm tiếng ồn này, cũng như là chắn bụi bẩn nước tiếc các thứ đấy. Các bạn hoàn toàn có thể xem những cái thông số cơ bản như là áp suất lốp ở đây và cái độ trùng của xích ngay cái tem mà nó dán ở trên cái phần thân xích này, ở cái phần càng này. Ở đây thì nó cũng dán luôn cái tem năm sản xuất này hay thông số làm việc. Các bạn có thể thấy là cái chiếc này thì nó mới sản xuất cuối năm 2023 thôi. Vì vậy mà mình thấy là cái tem năm sản xuất nó vẫn ghi là năm 2023, mặc dù thì đây là phiên bản của năm 2024. Phần lốc máy của bên trái này, và đây là cần xăng số các bạn nhé. Như mình có nói rồi, phần thiết kế ở bên trái và bên phải thì không khác gì nhau, tem vẫn thế nhé. Một cái điểm nho nhỏ nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn là bản 2024 nó đã bỏ cái bộ đồ nghề theo xe rồi. Đấy, đây là cốp của nó, chỉ có giấy tờ với sách hướng dẫn sử dụng thôi, chứ nó không còn với bộ đồ nghề nữa, không còn lục hay là tít tháo buji hay là vài cái vật dụng cơ bản theo xe nữa. Tất nhiên là các bạn nhìn thấy luôn, đây là chỗ đổ xăng. Thể tích bình xăng của Winner là 4,5 lít, tức là 4,5 lít. Còn đây là cụm bơm của nó, đây là bầu lọc gió nhé. Hết rồi, đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Winner 2024. Còn lại thì về hệ thống khóa và màn hình đồng hồ hay là cổng sạc USB được trang bị ở đây. Cho những bạn nào muốn sạc điện thoại thì vẫn có nhé, vẫn giống hệt bản 2023. Nhưng mà cái này chúng ta sạc thì mình nghĩ là một, chúng ta phải lắp phụ kiện cái hộp ở đây. Hai là những bạn nào đi phượt phải lắp cái giá đỡ điện thoại ở đây thì mới có chỗ cắm sạc chứ. Cắm sạc ở đây thì có lủng lẳng nhà, có là rơi mất đi. Đây các bạn có thể nhìn qua cái hệ thống khóa của nó đây, nó vẫn treo ở đây thì mình tiện đến đây thì mình quay qua cho các bạn thôi, nhưng mình không muốn rút ra. Nó vẫn đầy đủ chức năng là tìm xe này, cảnh báo chống trộm và mở khóa. Đây, chúng ta sẽ bật cái chế độ cảnh báo chống trộm lên, nếu như các bạn để xe ở nơi mà không có bảo vệ thì khi mà các bạn bật chế độ cảnh báo chống trộm lên thì nó sẽ có một cái đèn đỏ ở khóa này nó nhấp nháy này. Các bạn nhìn thấy không? Đây, ban ngày thì các bạn có thể nhìn không rõ đấy, nhưng mà nó cứ chớp chớp như thế. Nếu như mà có ai động vào xe của bạn thì còi nó sẽ kêu lên. Đây, mình ví dụ mình xoay cổ lái nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Còi báo động sẽ hú lên, đèn xi nhan trước sau sẽ chớp như thế này. Các bạn biết là có người đang tác động vào xe các bạn. Đấy gọi là chế độ cảnh báo chống trộm nhé. Còn những lần sau các bạn bấm thì nó sẽ là tìm xe thôi.
còi sẽ kêu, đèn xi nhan trước sau sẽ sáng và có cả đèn ổ khóa sáng nữa nhé. Đấy thì các bạn sẽ biết được vị trí xe ở đâu, gọi là phím tìm xe. Để mình mở qua cho các bạn nhìn qua cái màn hình đồng hồ này, không khác gì so với bản 2023 đâu. Quay ngoài trời này các bạn nhìn nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà để các bạn nhìn thực tế thì nó sẽ không bị nhòe hay là không bị lóa như kiểu bản V2 đâu, không như cái bản ngày xưa ấy. Trên màn hình đồng hồ này thì nó sẽ có giờ này, rồi thì đo quãng đường này, rồi thì chắc là có cả báo dầu đó, có cả báo dầu đó các bạn ạ. Và những cái đèn hiển thị cảnh báo sẽ ở dưới nha. Chúng ta sẽ điều chỉnh các cái giờ hay là các cái chức năng đo quãng đường ở hai cái phím cao su bên cạnh. Đấy, còn bên này thì công tắc thì không có gì thay đổi rồi. Pha cốt này, có passing này, tức là nháy pha này, còi này, xi nhan này. Bên này thì không có công tắc tắt đèn nhá. Chắc chắn là các bạn biết cái dòng xe Honda từ năm 2020 đã không có công tắc tắt đèn rồi. Đây là nút đè. Xe mới nên không đè được các bạn ạ. Xem nào, phanh thì chắc chắn là bên phải là phanh phía trước thôi, còn bên trái thì là tay côn nhá. Một cái điểm nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái tay côn này, nó sẽ có thêm một cái điểm khứa ở cái phần tay côn này. Các bạn nhìn thấy nó có cái điểm khuyết ở phần tay côn này không? Đấy, nó sẽ có cái điểm, thêm cái điểm khứa ở cái phần tay côn đấy. Chắc là nhiều bạn quan tâm về cái điểm khứa đấy đúng không? Rõ ràng ở bên tay côn bên trái thì có, mà tay phanh bên phải thì lại không có cái đấy. Thì nhớ anh em cũng có chia sẻ với mình là nó giống như kiểu cái dòng xe Vespa ấy, dòng xe Piaggio ấy, tức là nó sẽ khứa một cái điểm ở cái phần điểm khuyết ở cái phần tay côn tay phanh này, để nếu như chẳng may có trường hợp mà chúng ta va chạm thì nó sẽ gãy luôn, nó không bị chọc vào trong này làm biến dạng cái phần khung bên trong. Thì mình cũng thấy anh em chia sẻ như vậy, và ngày trước mình làm cho dòng xe Vespa mình cũng thấy như thế, nhưng mà không thấy, mình không hiểu tại sao nó lại chỉ làm có một bên thôi. Thì cái này mình hơi dốt một chút, thì rất là mong anh em chia sẻ cho mình và mọi người biết thêm nhé. Ok, có lẽ là trong video này mình xin phép được tạm dừng tại đây. Ngay khi mà những cái phiên bản phanh thường cũng như là phiên bản thể thao về thì mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn biết nhé. Trong quá trình mình quay video, các bạn có bất kỳ thông tin nào muốn góp ý với mình hay là muốn chia sẻ với các mọi người thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok.